Cái project này thứ nhất nó làm về cái gì? Project này là nó làm về cái đèn giao thông. Cái đèn giao thông này nó sao? Cái đèn giao thông này á, là nó là một cái đèn giao thông mà mình hình dung nha, tức là có một cái đường chính và một cái đường phụ ha, có một cái đường chính với lại một cái đường phụ. Thì cái đèn giao thông này nó nằm ngay cái góc ngã tư cái đường chính với đường phụ đó luôn, thì lúc nào cái đường chính nó cũng được ưu tiên hơn là cái đường phụ hết đó ha. Ở đây nè, mấy đứa đọc cái dòng này mấy đứa sẽ hiểu cái code này nó làm cái gì. Tức là có hai cái đường, một cái đường lớn với một cái đường nhỏ ha. Và có một cái sensor, là có một cái cảm cảm biến, mình gọi là cái cảm biến để phát hiện ra 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 xe, phát hiện ra ra xe trên trên cái đường nhỏ này ha. Ở trong thái bình bình thường á, ở trong thái bình bình thường á, thì trên trên cái đường lớn á, là lúc nào nó cũng là đèn xanh hết. Và trên cái đường nhỏ thì nó sẽ có ít người qua lại, cho nên là lúc nào nó cũng sẽ là đèn đèn đỏ hết, nó sẽ không có đếm theo giây gì hết, mà bình thường lúc nào cũng cũng vậy, hiểu không? Tức là cái đèn lớn mình luôn luôn cái đường lớn mình luôn luôn là đèn xanh, và cái đường nhỏ mình luôn luôn là đèn đèn đỏ này. Thì khi mà có một cái phương tiện có một cái phương tiện nó đi qua trên cái đường nhỏ ha, khi mà có một cái phương tiện qua nhỏ, thì cái cảm biến này nó sẽ phát hiện ra cái phương tiện đó ha. Thì nó phát hiện ra phương tiện đó, thì nó sẽ báo về cái bộ xử lý của mình. Có bộ xử lý mình hiểu đại khái là cái cốp này nè, mấy cái đóng cốp này nè, thì nó sẽ báo về cái bộ bộ xử lý của mình ha. Thì lúc 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 này á, là trên cái đèn trên cái đường 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 lớn á, nó sẽ hiểu là có một cái phương tiện trên cái đường nhỏ, thì bắt đầu là cái đèn giao thông mà trên trên cái đường lớn á, là nó sẽ bắt đầu là nó chuyển sang đỏ. Tức là nó sẽ bắt đầu nó chuyển sang cái đỏ để mà nó dừng lại. Và bắt đầu là cái đèn giao thông trên cái đường nhỏ này nè, là nó sẽ chuyển từ đỏ thì nó sẽ chuyển sang vàng, xong rồi sau đó nó chuyển sang xanh ha. Thì lúc đó là cái phương tiện đi trên cái đường nhỏ nó sẽ được được đi, và cái đường lớn nó sẽ nhường lại cho cái đường nhỏ này đi. Thì đây là cái project của mình, là nó xử lý như vậy. Mọi người hiểu ý ý tưởng không? Tức là sao, nói nôm na là cái đèn giao thông này á, nó nôm na là cái đèn giao thông này á, nó không phải là cái đèn giao thông ở cái ngã tư bình thường ở thành phố hay là ở Hà Nội bình thường của mình, nó không phải là đèn giao thông kiểu kiểu đó, đúng không? Mà nó là một cái đèn giao thông kiểu dạng ưu tiên. Tức là sao, tức là nếu trạng thái bình thường á, thì lúc nào cái phương tiện trên cái đường lớn nó cứ chạy vậy thôi. Cái phương tiện trên đường đường lớn nó cứ chạy, em hiểu là cái đường lớn giống như là một cái đường cao cao tốc vậy đó, đúng không? Em hiểu hiểu cái đường lớn mình giống như đường cao tốc, còn cái đường nhỏ của mình giống như là một cái đường làng vậy đó ha. Hiểu hiểu nôm na vậy đi. Thì cái đường lớn của mình á, thì đường cao cao tốc mà, cho nên là lúc nào xe nó cũng chạy hết á, nó không có để ý là đèn xanh đèn đỏ chứ á, không? Nhưng mà khi mà có một cái phương tiện, chẳng hạn như là có một cái chiếc tàu tàu hỏa chẳng hạn, một chiếc xe lửa chẳng hạn, nó chạy qua trên cái đường nhỏ đó, đúng không? Thì cái hệ thống của mình nó sẽ có trách nhiệm là nó sẽ chỉnh lại là lúc này là trên đèn 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 giao thông trên cái đường đường lớn á, là nó đang xanh thì nó phải chuyển sang đỏ, để tất cả những cái xe phương tiện nào lưu thông trên cái đường lớn á, nó phải dừng lại và nhường đường cho cái phương tiện trên cái đường nhỏ, chẳng hạn như chiếc xe lửa của mình đi đi qua. Sau khi chiếc xe lửa đi qua thì hết mọi chuyện trở lại bình thường, đường lớn vẫn ưu tiên chạy hết, hiểu ý không? cái Có ok. cái ứng dụng của cái code này có thể hiểu năm nay là vậy. Tức là chẳng hạn như là cái đường nhỏ có chiếc xe lửa nó chạy qua, thì mình chỉ tạm dừng ngay lúc cái chiếc xe lửa nó chạy qua thôi, còn tại những thời điểm cái lúc lúc khác á, thì trên đường lớn nó vẫn đi bình thường và đường nhỏ nó sẽ đóng đóng lại ha. Ok ạ. Đó Rồi rồi. thì cho nên là anh nghĩ là có nhiều nhóm làm đèn giao thông, nhưng mà cái đèn giao thông này sẽ không có bị đụng hàng với mấy nhóm đó. Hầu hết thì người ta sẽ làm đèn giao thông ở ngã ba ngã tư chẳng hạn vậy, nhưng mà cái đèn giao thông này thì nó sẽ khác. Cái đèn giao thông này là giao thông dạng ưu tiên nha. Cái đèn giao thông Dạng gì dạng rồi? Dạng dạng ưu 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 dạng tiên gì chứ, cơ? dạng ưu tiên, dạng ưu tiên À, ưu cho tiên. ưu tiên cho cái đường lớn á. Ừ ha, thì cái đèn giao thông này là dạng Rồi. vậy. Thì đó, thì
cái điều quan trọng là mình phải hiểu, mình nói ý tưởng này với lại khi mình bảo vệ ha. Rồi giờ mình rồi giờ mình sẽ trước khi vô code thì mình xem cái hình trước đi, mình có những cái hình nha, mình những cái hình thì chắc cái hình này á, này ta gọi là nhãn đồ trạng thái. Thì cái nhãn đồ trạng thái này nó là sao, tức là cái nhãn đồ trạng thái này á là nó sẽ chạy theo dây, nó sẽ chạy từ số 1 tới số 4, nó từ số 1 nó chạy sang số 2, số 2 số 3, số 3 số 4, và số 4 giờ số 1, nó cứ chạy vòng vòng như vậy á. Thấy không? Ấy là nó chạy vòng vòng nhưng mà nó sẽ dựa vào những cái điều kiện này, tức là những cái điều kiện này á, khi mà những cái này nè, những cái này nè, cái này ta gọi là những điều kiện ha. Thì khi mà những cái điều kiện này nó xảy ra á, tức là những cái này, những cái điều kiện này khi bình thường, khi mà nó không xảy ra thì nó bằng không, còn khi mà nó xảy ra thì nó sẽ, mình hiểu nó là một ha. Ở đây là cái mình đang làm về kỹ thuật số, cho nên là mình chỉ nói chuyện dựa trên con số là 0 1 thôi ha. Mình chỉ nói chuyện dựa trên con số là 0 hay 1 thôi. Thì mình hiểu những cái tín hiệu này á, những tín hiệu này bằng không nghĩa là không thỏa mãn, không làm, còn bằng một nghĩa là thỏa mãn thì làm đó. Rồi. Thì á, cái trạng thái đầu tiên mình vô mình thấy là cái gì? Cái trạng thái đầu tiên thì mình vô á là mình có là big, có nghĩa là cái đường lớn đó. B nghĩa là chữ big á. Ha. Big nghĩa là cái đường lớn, còn cái chữ S này nghĩa là small đó. Small nó nghĩa là cái đường nhỏ đó. Ha. Okay. Thì đầu tiên vô mình thấy là cái gì? Đường lớn lúc nào cũng đèn xanh hết. Đúng không? Nó là đường lớn, nó được ưu tiên mà. Nó là đèn xanh hết. Còn trên đường nhỏ lúc nào cũng đèn đỏ hết. Tại vì trên đường nhỏ thì lâu lâu thiệt lâu mới có phương tiện đi ngang qua, lâu thiệt lâu mới có chiếc xe lửa đi ngang qua, cho nên là lúc nào nó cũng đèn đỏ hết. Còn lại trên bình thường thì trên đường cao tốc á thì thằng này lúc nào cũng đèn xanh hết. Chưa? Rồi bắt đầu á khi mà có một chiếc xe lửa nó tới chẳng hạn, thì cái sensor này nó sẽ xét lên một, cái sensor này nó sẽ phát hiện ra vật thể. Thì nó sẽ thấy là cái chiếc xe lửa chạy ngang qua đây, thì nó sẽ báo lên một, thì cái sensor này nó sẽ xét lên một, sensor này nó xét lên một á, thì cái hệ thống của mình nó sẽ nhận biết là có một cái chiếc xe lửa nó đang tới, thì nó sẽ chuyển từ cái trạng thái số 1 này sang cái trạng thái số 2, được chưa? Nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái mới. Okay. Thì trong cái trạng thái mới này á thì lúc đó là cái đèn trên cái đường lớn á nó đang xanh đúng không, thì nó sẽ chuyển sang vàng, được chưa? Nó chuyển sang vàng để báo hiệu là nó sắp chuyển sang đèn đỏ đúng không? Đỏ. Thường là mình theo thứ tự là xanh vàng tới đỏ đúng không, xanh vàng đỏ đúng. Nó sẽ chuyển sang là đèn vàng để biết là sắp có đèn đỏ, sắp có đèn đỏ trên cái đường lớn này. Trong khi đó thì trạng thái đèn trên cái đường nhỏ, trên cái đường nhỏ thì vẫn là đỏ, tức là phương tiện trên cái đường nhỏ này nó vẫn chưa được đi nha. Ok chưa? Rồi tới được chỗ này chưa? Hiểu được cái này chưa? Có hiểu rồi. Ok rồi, bây giờ rồi bắt đầu nó sẽ đợi một khoảng thời gian là khoảng ba giây, được chưa? Nó sẽ đợi một khoảng thời gian 3 giây thì sau 3 giây đó nó sẽ chuyển từ cái trạng thái này sang một cái trạng thái số 3 mới. Trong cái trạng thái số 3 mới này á, là cái đèn giao thông trên cái đường lớn á, nó sẽ chuyển sang đỏ. Được chưa? Nó sẽ chuyển sang đỏ, tức là tất cả những tín hiệu, tất cả những cái phương tiện đang di chuyển trên đường cao tốc á, trên đường lớn á thì phải dừng lại. Được chưa? Và đèn giao thông trên cái đường nhỏ nó sẽ chuyển sang xanh, được chưa? Nó sẽ chuyển sang xanh. Rồi. Thì lúc này là xe lửa tới này, xe lửa mới được đi nè, xe lửa chạy đang chạy trên cái đường nhỏ đó, được chưa? Xe lửa đang chạy đường nhỏ hay xe lửa tới, xe lửa mới được đi, nó xe lửa chạy qua, nó xe lửa chạy thì tất cả những phương tiện trên cái đường lớn đường cao tốc phải dừng lại cho xe lửa qua, được chưa? Rồi thì xe lửa qua thì nó sẽ phải tốn một khoảng thời gian. Chưa? Phải tốt khoảng thời gian để cho xe lửa. Để đây là 10 giây. Thì
ở đây là mình đang là số 10 ở đây. Thì cái số 3 hay số 10 này là do mình quy định thôi. Tức là nó là một con số tương tương đối. Trên thực tế thì nếu xe đổ chạy thì tất nhiên là phải hơn 10 giây rồi. Thì nó sẽ là một con số gì đó, chẳng hạn như là 5 phút, 6 phút chẳng hạn. Chưa? Nhưng mà trong trong đây thì mình đang chọn là mình đang chọn là 10. Thì mình phải hiểu cái chuyện đó. Ha. Đó. Thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian delay. Thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian delay ở đây. Rồi thì sau khi hết khoảng thời gian delay đó thì từ trạng thái số 3 này nó sẽ chuyển qua trạng thái số 4. Được chưa? Nó sẽ chuyển qua trạng thái số 4 thì trong cái trạng thái số 4 này á thì trên đường cao tốc vẫn là đèn đỏ. Được chưa? Và trên cái đường nhỏ của mình á thì bắt đầu nó chuyển sang vàng. Chuyển sang vàng chi, nó chuyển sang vàng để báo cho biết là tín hiệu là nó sắp chuyển sang cái đèn đỏ phía trên này nè. Đó. Thì thằng này nó cũng sẽ đi delay một đoạn. Thằng này nó cũng sẽ delay một đoạn, đó là 3 giây. Được chưa? Cái nhắc Rồi. chắc là một lần nữa nghe, nếu có người hỏi là mấy số này đâu ra, là ok em tự chọn. Em tự tính vậy. Con số này chỉ là tương đối thôi. Vâng. Chưa? Rồi, sau khi mà nó hết hạn cái delay này thì nó sẽ giờ là cái số 1. Thì sau khi nó rơi ra cái số 1 á thì mọi chuyện lại lặp lại giống như ban đầu, tức là xe trên đường lớn đường đường cao tốc bắt đầu chạy. Chạy. Và trên đường nhỏ thì phương tiện sẽ không có được băng ngang cái đường lớn. Những cái phương tiện trên đường nhỏ thì không được băng ngang cái đường lớn, và xe trên đường lớn bắt đầu chạy, mọi thứ trở lại bình thường. Đó. Thì đó là một cái dòng chạy để hiểu được cái tần số hoạt động của cái project này nó như thế nào. Được chưa? Đó, thì nó sẽ nhảy theo số Được, 1 2 3 4. Rồi, mình hiểu được cái sơ đồ này rồi đó, thì mình sẽ vào trong code mình tìm hiểu thì nó sẽ dễ hơn. Rồi. Thì giờ mấy mấy đứa thấy ở đây là mình tương ứng nè, trên hình mình có 1 2 3 4 cái trạng thái đúng không? Thì đây nè. Ở rồi. đây nè, mình cũng sẽ có là một trạng thái nè. Cái trạng thái Buried Address này là chính là cái này nè. Buried Address luôn nè. Cái hình này vẽ là khi mà nhìn vô cái hình này á, nếu mà mấy đứa hiểu được cái hình này thì mấy đứa sẽ đọc cái code này nó rất rất dễ. Tại vì cái hình này nó vẽ y chang như cái code luôn á. Nè, thấy không? Buried Address. Đây, Buried Address, được chưa? Buried nghĩa là biết đó, biết Rồi. biết bích nghĩa là cái đường lớn đang là màu xanh, Green. s Rồi. s nghĩa là small, nó small nghĩa là cái đường nhỏ nó đang là màu đỏ, được chưa? Thì á mình sẽ có là trong trạng thái này á, thì mình sẽ có nè, ở đây mình sử dụng là mình có hai cái signal ha. Mình có là cái line priority là để biểu diễn, nó sẽ có 3 bit ở đây là để biểu diễn cho xanh vàng đỏ trên 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 cái đường lớn ha. Và mình có là line no no màu, có nghĩa là biểu diễn cho ba cái đèn giao thông xanh vàng đỏ trên cái đường nhỏ của mình. Được chưa? thì thì ở đây á, từng từng bit nó là cái gì á, thì có ghi ở đây, có ghi ở đây nào. Rồi, đây nè, chỗ này nó có ba ba bit là hai, từ hai cho tới không. Được chưa? Thì cái bit số 2 á, cái bit số 2 khi mà nó set lên 1 á, có nghĩa là sẽ là đèn đèn đỏ. Được chưa? Bit số 1 là đèn vàng, bit số 0 là đèn đèn xanh. Ha. Tương tự vậy cho cái đèn trên đường đường nhỏ. Được chưa? Rồi, Đại khái chỗ này là có ba bit để đại diện cho ba cái đèn xanh vàng đỏ đó. Rồi. Thì đây nè, trong cái thái này thì mới thấy là cái gì? Cái bit không nó đang lên nè, cái bit không nó đang set set một chỗ này nè, có nghĩa là trong trạng thái số 0 này nè, trạng thái số 0 này là cái đèn giao thông trên đường đường cao cao tốc á, là nó đang xanh đúng không, nó đang xanh nè, bit này nó xanh một nè. Và cái đèn giao thông trên cái đường nhỏ nó đang là đỏ thì chỗ này đang là một, được chưa? Đó, ở đây là trạng thái thứ nhất nè. Rồi tương tự vậy, trạng thái thứ hai thì thằng này set một. Trạng thái thứ ba là đây, thì thằng này nó sẽ set một lên, tức là trạng thái này là nó đang là đèn đèn đỏ nè, đang là đèn đỏ, nó set một ở đây, còn cái đèn xanh thì nó sẽ set ở đây nè.
nó tức là cái code này nó đang chạy theo đúng như cái chặng đầu trạng thái này 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 đúng không? Không,